Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Full Stack. Thì nếu các bạn đã xem những video trước của mình về Docker thì mình nghĩ là mọi người cũng đã thử cài Docker, viết Dockerfile để tạo Docker image, viết docker-compose.jam để chạy một application gồm nhiều container ở trên môi trường dev đúng không? Thì sau khi mọi người đã tạo xong application container, có một cái vấn đề mà mình muốn mọi người suy nghĩ là tìm hiểu về cách deploy container lên môi trường production, là cái môi trường ấy mà end user hay là người dùng cuối cùng sẽ sử dụng application mà anh em đã viết nhé. Ở đây sẽ có một cái khái niệm liên quan tới cái vấn đề này gọi là Container Orchestration, và đấy cũng chính là nội dung của video ngày hôm nay. Theo mình thấy thì khi các bạn deploy lên môi trường production thì lúc này mới có nhiều cái vấn đề rắc rối xảy ra mà khiến các bạn suy nghĩ, vì những vấn đề này đều liên quan tới architecture của application, và giải quyết những vấn đề này sẽ là cách nhanh nhất để giúp các bạn tăng cao cái kỹ năng cũng như là kiến thức trong ngành IT. Trong video này thì mình sẽ giải thích Container Orchestration là gì, và mình cũng sẽ giới thiệu một số cái công cụ Container Orchestration phổ biến hiện tại trên thế giới. Và cuối cùng ấy thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi: vậy nên lựa chọn công cụ Container Orchestration nào? Thì nếu các bạn chưa biết về mình thì mình là Phú, và hiện mình đang làm IT ở Tokyo, Nhật Bản. Kênh YouTube này của mình mở ra với mục đích rất là đơn giản, chỉ là chia sẻ kiến thức trong ngành IT. Và nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích và muốn cập nhật những cái thông tin mới từ mình ấy, hãy ấn nút subscribe và like ở phía dưới để giúp mình leo rank YouTube nhanh hơn nhé. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Ở trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi Container Orchestration là gì. Thì để trả lời câu hỏi này, các bạn hãy tưởng tượng về dàn nhạc giao hưởng nhé. Ở trong dàn nhạc giao hưởng thì các bạn sẽ biết là sẽ có một nhóm nghệ sĩ chơi violon, một nhóm chơi piano, một nhóm chơi kèn. Thì để điều khiển cái nhóm nghệ sĩ này sẽ có một cái người cầm gậy ở giữa điều khiển đúng không? Thì Container Orchestration cũng tương tự như cái người này. Thì đối với application ấy, sẽ bao gồm nhiều cái service con để hoạt động. Thì khi các bạn muốn quản lý các cái thành phần con này, các cái service ở trong một application, thì các bạn sẽ cần phải sử dụng orchestration. Đối với một công cụ container orchestration ấy, thì sẽ cần phải có các cái tính năng sau. Đầu tiên là container deployment, tức là deploy container, sau đó chạy và dừng container ở trên mỗi cluster node. Và tiếp theo là schedule, tức là lên lịch để xử lý các cái khối lượng công việc hay là workload ở trên các cluster node. Và tiếp theo là scaling, tức là thay đổi số lượng container để xử lý tùy thuộc vào cái khối lượng công việc hay là workload. Và tiếp theo sẽ là networking và service discovery, tức là liên kết các cái service cũng như là tìm kiếm các service ở trong cùng một application. Và tiếp theo chúng ta sẽ phải có là resource allocation, tức là phân bổ cái khối lượng tài nguyên vào container. Và cuối cùng là health monitoring, tức là kiểm soát cái trạng thái hoạt động cũng như là uptime của các container. Ở đây khi các bạn sử dụng container orchestration ấy, thì sẽ có ba cái lợi ích chính. Đầu tiên ấy, là các bạn sẽ tăng cao được cái tính khả dụng của toàn cluster hay là application, hay còn gọi là high availability nhé. Và tiếp theo ấy, là các bạn sẽ tối ưu hóa được cái computing resource của toàn cluster. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản là cái hiệu suất sử dụng CPU của mỗi cluster node. Và cuối cùng ấy, là các bạn sẽ tự động hóa và làm đơn giản hóa được cái quá trình deploy container và cũng như quản lý container ở trong cluster. Tiếp theo ở phần này thì mình sẽ giới thiệu một số cái công cụ container orchestration phổ biến ở trên thế giới hiện tại. Đầu tiên chúng ta có Docker Swarm, tiếp theo chúng ta có Apache Mesos, và cuối cùng ấy là Kubernetes. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Docker Swarm đầu tiên nhé. Thì Docker Swarm ấy được ra mắt vào 2015. Và nếu các bạn đang tìm một cái cách nhanh nhất để có thể deploy container thì các bạn hãy xem xét sử dụng Docker Swarm, bởi vì Docker Swarm ấy đã được cài đặt kèm cùng với Docker và các bạn sẽ không cần phải cài đặt phức tạp gì hết. Tiếp theo, một cái ưu điểm khác của Docker Swarm là các bạn sẽ không cần phải bỏ ra nhiều thời gian để tìm hiểu và có thể sử dụng được Docker Swarm, bởi vì Docker Swarm sử dụng Docker Compose.jam để quản lý cái config của application. Và một khi các bạn đã làm quen và sử dụng thành thạo Docker Compose ấy, thì các bạn có thể sử dụng Docker Swarm ngay lập tức. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái architecture của Docker Swarm. Thì Docker Swarm ấy sẽ config tất cả các physical hay virtual machine ở trong infrastructure của công ty bạn thành một cluster mà chúng ta sẽ gọi là cluster node. Ở trong một Swarm cluster, chúng ta sẽ có hai thành phần chính. Đầu tiên là manager và tiếp theo là worker. Và tiếp theo thì manager sẽ quản lý toàn bộ state ở trong cluster, và ở trên mỗi worker sẽ có một cái agent để truyền thông tin tới master. Và khi các bạn muốn deploy container vào bên trong cluster ấy, thì các bạn sẽ định nghĩa service
Khi master đã nhận được cái thông tin về service thì sẽ truyền cái thông tin đấy tới worker và container sẽ được chạy ở trên worker. Một khi cluster đã được cấu hình thành công ấy, thì bạn có thể tiếp tục sử dụng Docker Command để quản lý và thao tác với cluster. Đây cũng chính là ưu điểm mà mình đã nói về Docker Swarm. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Apache Mesos nhé. Apache Mesos thì sẽ hơi khác một chút so với Docker Swarm và Kubernetes, bởi vì Apache Mesos là một cái công cụ để quản lý cluster và có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Anh em có thể sử dụng Apache Mesos để thao tác, quản lý với Virtual Machine, VM thuần túy cũng như là container. Thì Apache Mesos ra mắt phiên bản 1.0 vào tháng 7 năm 2016 và sớm hơn một chút so với Kubernetes. Thì hiện Apache Mesos đang được sử dụng tại nhiều công ty lớn, ví dụ như Twitter, Uber hay là PayPal. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cái architecture của Apache Mesos nhé. Thì ở trong Apache Mesos sẽ có 3 cái thành phần chính. Đầu tiên là Master. Thì nhiệm vụ của Master là quản lý các agent chạy ở trên cluster node. Và khi các bạn chạy Apache Mesos ở chế độ High Availability thì sẽ có nhiều Master. Thì cái lúc này Apache Mesos sẽ sử dụng Zookeeper để quản lý các Master. Nhiệm vụ của Zookeeper là chọn ra một cái Master chạy ở chế độ Active và những cái Master khác sẽ chạy ở chế độ Standby hay là chế độ Backup. Khi cái Active Master chết, gặp trục trặc thì Zookeeper sẽ lựa chọn ra một cái Standby Master thành chế độ Active để duy trì cái hoạt động của toàn hệ thống. Tiếp theo chúng ta có Agent. Agent sẽ được cài đặt ở trên toàn bộ cluster node và nhiệm vụ của Agent là cung cấp các thông tin về resource, ví dụ như CPU hay là RAM tới Master. Và cái thành phần cuối cùng là các framework chạy ở trên Mesos. Thì mỗi framework này sẽ có hai cái thành phần chính. Đầu tiên là Scheduler và tiếp theo là Executor. Scheduler sẽ có nhiệm vụ truy vấn tới Master và nhận thông tin về các resource có thể sử dụng. Và sau khi đã lựa chọn xong cái resource mà cái framework đấy sẽ sử dụng thì sẽ gửi nội dung của task của framework đấy tới Master. Và cuối cùng là Executor sẽ chạy các task đấy. Trong thực tế, khi các bạn sử dụng Apache Mesos thì các bạn sẽ cần phải sử dụng thêm nhiều framework khác. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái ví dụ. Đầu tiên chúng ta sẽ có Apache Aurora là một cái framework để quản lý các service chạy liên tục cũng như là các cron tab. Tiếp theo chúng ta có Chronos. Chronos là một cái framework để chạy và quản lý các cron job thay thế cho cron tab. Tiếp theo chúng ta có Mesosphere Marathon là một công cụ container orchestration để quản lý các container ở trên Mesos. Ngoài ra, theo mình tìm hiểu thì Apache Mesos cũng rất hay được sử dụng với các Big Data Framework như là Hadoop, Spark, Storm. Và một điểm cuối cùng là anh em có thể chạy Kubernetes ở trên Apache Mesos. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Kubernetes nhé. Cái công cụ Container Orchestration tiếp theo mà mình muốn giới thiệu gọi là Kubernetes hay còn gọi là KS-KubeCharmed. Thì để bắt đầu chúng ta hãy cùng nhau xem cái kết quả survey của Datadog vào tháng 11 vừa rồi. Ở trong cái biểu đồ này các bạn sẽ nhìn vào phần bên phải và để ý rằng ở trong tháng 11 vừa rồi Kubernetes chiếm cái thị phần sử dụng trong container environment hơn 50%, tức là một nửa. Và các bạn nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy là mới vào 2017 chỉ lên 15% thôi, nhưng mà lên 2020 đã thành hơn 50%. Đây là cái tốc độ phát triển, tốc độ tăng rất là nhanh. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua về architecture của Kubernetes nhé. Ở trong Kubernetes cluster sẽ có hai thành phần chính. Thứ nhất là control plane hay còn gọi là master node và tiếp theo là worker node. Thì ở trong control plane thì sẽ có một cái API nằm ở giữa để giao tiếp với các worker node. Và ngoài ra thì control plane sẽ sử dụng etcd để lưu trữ dữ liệu cũng như là config của cluster vào bên trong. Và tiếp theo sẽ có một cái scheduler để lên lịch và chạy các cái workload trên các cluster node hay là work node. Tiếp theo các bạn nhìn sang bên Worknode sẽ có hai cái thành phần chính là Kubernetes và Kubeproxy. Thì Kubernetes là một cái thành phần để quản lý các container chạy ở trên Worknode. Còn Kubeproxy là một cái thành phần để quản lý network kính ở giữa Worknode và Master. Thì hiện tại các bạn có thể xem xét sử dụng các managed Kubernetes service từ các public cloud provider, ví dụ như GCP, AWS, Microsoft Azure. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái kết quả survey tiếp theo từ Datadog nhé. Thì ở trong cái độ thi này, trong cái biểu đồ này, các bạn sẽ thấy là GKE là cái Managed Kubernetes Service từ GCP nhé. Thì có cái thị phần sử dụng hiện đang là cao nhất và tiếp theo là Microsoft Azure và AWS. Hiện tại thì Kubernetes đang rất là trending và có rất nhiều user case đã thành công với
sử dụng Kubernetes ở trên production và các bạn có thể tham khảo nhé. Ngoài ra thì Kubernetes cũng có một cái community rất là lớn, các bạn có thể tìm kiếm thông tin rất là nhanh ở trên Google. Vì vậy nếu công ty của anh em ấy có cái thời gian training cũng như nhân lực tốt thì có thể xem xét sử dụng Kubernetes nhé. Ở phần cuối cùng này chúng ta sẽ cùng nhau trả lời, vậy nên lựa chọn công cụ Container Orchestration nào? Thì những công cụ mà mình vừa giới thiệu ấy đều có cái điểm mạnh và điểm yếu, và bạn sẽ cần phải phân tích nhiều phương diện để tìm ra được một cái lựa chọn phù hợp với công ty của bạn. Thì mình cũng sẽ tổng quát lại một số cái điểm chính liên quan tới mấy công cụ mà mình vừa giới thiệu nhé. Thì Docker Swarm ấy, điều đầu tiên là đơn giản đúng không? Các bạn có thể sử dụng Docker Swarm mà không cần phải cài đặt thêm cái gì cả, vì Docker Swarm đã đi kèm với Docker rồi. Bạn có thể sử dụng Docker Swarm để chạy một application ở quy mô nhỏ hoặc là vừa, hoặc trong trường hợp bạn bị giới hạn về cái thời gian training, tức là không có đủ thời gian để tìm hiểu công nghệ mới và muốn deploy container lên môi trường production nhanh nhất có thể nhé. Còn đối với Mesos và Kubernetes thì các bạn đều cần phải bỏ ra khá nhiều thời gian training để có thể vận dụng hai cái công cụ này ở trên production. Tuy nhiên ấy, cả hai công cụ này đều hướng tới đều là giúp các bạn tạo một cái cluster hay để chạy application của bạn ở quy mô cực kỳ to. Ngoài ra đối với Kubernetes thì các bạn có thể thấy là cái thị phần sử dụng rất là cao, cho nên là các bạn cũng sẽ rất là dễ dàng tìm được cái thông tin liên quan đến Kubernetes ở trên Google nhé. Thì nếu các bạn cảm thấy các chức năng của Docker Swarm là không đủ thì có thể chuyển qua sử dụng Kubernetes, hoặc là đối với những application nhỏ thì các bạn lại thấy là Kubernetes là hơi quá thừa và phức tạp thì các bạn có thể xem xét sử dụng Docker Swarm. Cái đấy thì nó rất là phụ thuộc vào nhiều yếu tố và các bạn sẽ cần phải xem xét thật kỹ nhé. Vậy là mình đã chia sẻ xong một số cái thông tin về container orchestration. Các bạn có thể thấy là để chạy một container ở trên môi trường dev, môi trường local hot ấy, rất là đơn giản. Các bạn sẽ không cần phải lo lắng gì cả. Tuy nhiên, khi các bạn đã deploy lên môi trường production ấy, sẽ có rất nhiều cái phương diện bạn cần phải xem xét, và container orchestration ấy sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng ở trong architecture của application của bạn. Mình xin kết thúc video tuần này ở đây. Và nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích và muốn cập nhật thêm những video mới ấy, hãy ấn nút subscribe và like ở phía dưới để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tuần tiếp theo.